Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Gà Bị Bà Game của mình. Chúng ta hôm nay sẽ quay trở lại với Plants vs Zombie 1 nhé. Mọi người nhìn thấy gì chưa? Mọi người đã nhìn thấy gì chưa? Đó là cây dưa hấu đó. Quái vật khổng lồ. Ui, màn này có vẻ là hơi bị đấy. Hoa đồng tiền này mình có nên sử dụng con zombie nó... Kệ, cứ mang vào đi. Chắc chắn là phải dùng ngô rồi. Bộ ba, bộ đôi ngô này và... Chắc chắn phải có bí dập. Để nó dập. Cherry bomb. Hầm. Cảm thấy vẫn còn bâng khuâng quá nhỉ. Thôi kệ, vào đi. Úi xồi ôi, hoa này thì nó cứ phải gọi là... Đây là hoa đồng tiền đấy mọi người ạ. Màn này thì mình thấy có quái vật khổng lồ đấy. Nếu mà quái vật khổng lồ ấy thì... Mình xem trên... hồi nhỏ mình có xem trên YouTube thì... Con quái vật khổng lồ ấy thì phải dùng đến 2 con bí giận. Đúng rồi, dùng đến 2 con bí giận thì mới giận chết được. Hoặc là 2 quả bom cherry bomb. Đó. Thực sự là cái con bí... Cái con quái vật khổng lồ nó rất là khỏe, đúng không? Mà nó lại còn bắn ra được cái con nữa. Nó càng khỏe hơn nữa. Cái màn này mình sẽ trồng một hàng hoa đồng tiền và một hàng hoa bình thường nhé. Úi dồi ôi. Sao tiền kìa. Hoa đồng tiền này. Cho con bí dập thứ hai thôi. Trồng úi dồi này vào. Nó lại sắp lở ra tiền rồi. Lở đi nào. Chỉ được 10 tiền thôi. Chả đáng bao nhiêu nhỉ. Nghĩ kỹ lại thì mình cũng chả đáng bao nhiêu nhỉ. Nghĩ lại mà buồn. Ôi, ăn bơ rồi, ăn bơ thì chỉ có chết thôi còn gì. Ăn bơ bị đứng y một chỗ rồi. Vào cái map nào đó thì trồng chơi cái cây đồng tiền cũng khá là lãi. Cái map vô tận. Ồ, quả này mình sẽ chơi bí giận đi. Đó. Mình vẫn sẽ dùng hai hàng hoa mặt rời này nhé. Lở khá là lãi rồi đấy. Ui. Chết cha rồi. Dập. Chết rồi, quả này bâng khuâng quá rồi. Ui, nó lở ra tiền vàng kìa. À, thi thoảng nó sẽ lở ra một đồng vàng. Cũng ok ấy nhỉ. Được đó chứ. Chỉ cần có ngô thì chúng ta vẫn sẽ ăn được con kia thôi. Ngô nó lém các thứ hên ra một tí thì... Như kiểu là nó sẽ lém... cái miếng bơ ra hên tí thì zombie sẽ bị đứng im một liên tục. Đó, bị đứng im rồi. Úi, ra một đồng tiền vàng. Lại phải trồng hoa đồng tiền thôi. Hàng nào chưa có ngô thì mình sẽ trồng bắp cải vào. Cái chậu cây hồi hơi lâu nhỉ. Ngô ở đây khá là đầy đủ ở đấy. Tôi chết cha. May quá rồi. Cho miếng bơ kịp lúc kìa. Sụp tiền nở. Fan này kiếm ăn lớn rồi. Cái ngô ở đây.
nó ăn. À, dưới cùng như thiếu một bông hoa phải u cho vào đây luôn chỗ ấy rồi ôi. Dạ. Yeah. Năm bông hoa. Sau màn này sẽ có cây dưa hấu rồi. Đâu rồi con zombie khổng lồ đâu? Ra đây. Ra đây để thầy hỏi thăm tí nào. Lấy kiếm không biết được đến 1.000 được nhỉ, chắc không đến. Bơ rơi vào đầu. Ô, nó đây này. Nó đây này. Nó đập một phát là bẹt dí luôn. Thằng này không biết còn cái thằng nào nó to hơn mà nó bê được cái thằng này lóc nhà. Mọi người nhìn nhá. Ui, kỹ năng. Có biết thầy gà là ai không mà dám động vào thầy này? Kỹ năng trồng cây của thầy gà. Ngay từ bé mình đã biết trồng cây rồi. Hồi nhỏ ấy, mình kể cho mọi người câu chuyện nhé. Hồi nhỏ thì nhà mình có một cái vườn. Mình hay xuống đó trồng các loại cây, kiểu cây mí á. Mình trồng kê ghê lắm. Chiều lắm xuống tới nước cả. Thành ra bây giờ lớn lên có một kỹ năng trồng cây rất là hảo hán luôn đấy. Ok không mọi người? Trồng một cây bí dập đầu tiên là xong. Xóa bí dập đi nhanh xong lại trồng một cây ngô lổ. Cherry nổ. Quá nhanh có nguy hiểm. Hàng dưới này chắc là trồng thêm bắp cải đi cho tăng đam đi. Khi mà chơi cái có cây ngô, có cây dưa hấu thì chắc mình cũng chả cần dùng bắp cải đâu. Bắp cải nó đam bé hơn, nó chỉ được cái rẻ hơn thôi. Dưa hấu rất là tương, ba phát là vỡ đầu. Hàng trên này tận 3 cây ngô cơ mà. Rồi cái thằng khổng lồ đâu? Xuống đây xem nào. À, chắc đợt lá cờ cuối cùng nó sẽ cho ra. Mấy bạn có bảo mình cẩn thận cái con này nhưng mà không sao đâu. Người có kỹ năng, mình có kỹ năng rồi mình sợ gì những cái con trẻ trâu này. Gặp mình là mình cho đi trong một lốt nhạc luôn. Mất tầm 2-3 giây là nó sẽ đi trước mặt mình. Đó mọi người thấy vì sao mình đã đoán trước, mọi người thấy vì sao mình vừa mang cherry vừa mang cả bí dập chưa? Vì kỹ năng chứ vì cái gì? Để dành một chậu cây nhỉ? Đây rồi. Rồi, dập đi. Chết. Đó nhá, chưa thọ. Chưa bước được một tí chân vào đây đã chết rồi. Cái thằng ôn con nào nó thả tận vào đây thế này. Ôi tôi chết cha rồi, lại còn chưa mua máy cắt cỏ tí thì ra mua cái máy cắt cỏ mới được. Tí phải mua cái máy cắt cỏ thôi. Nó là cái máy gì nhỉ? Wow, dưa hấu. Dưa hấu. Chua, dưa hấu. Wow. Lemon. Lemon là dưa hấu. Put là cái gì gì đó. Ok, phải vào mua cái... Đây là cái máy dưới nước nhỉ? Đây mới là máy cắt cỏ. Máy cắt cỏ trên trời. Thế mua rồi. Úi dồi ôi, bán này. Bán mà không bán ngay lập tức. Bán cứ dấu dấu thì ai mà biết được mà mua. Khổ thật đấy, bán ấy. Bán mà không gì để cứ dấu dấu thì ai mà biết được mà mua được của cái thanh niên này. Ok, chờ đi nhá, mình sẽ chơi thêm một màn nữa. Ok. Màn này sẽ có nhiều thứ phết đấy. Dưa hấu khổng lồ này. Cây hoa mặt trời. Dưa hấu 300. 300 có đắt quá không nhỉ? Mình dùng cây này này. Bỏ cây đồng tiền đi. Dùng bom này.
Chắc chắn là phải dùng bí dập rồi, bé bí dập của anh rồi. Đây rồi. Dưa hấu nhìn chất quá nhỉ. Nhìn dưa hấu có vẻ rất là ngầu lòi. Nó có máy cắt cỏ vào nhìn nó yên tâm hẳn. Nhưng mà màn này thì phải chơi cẩn thận một chút. Màn này là phải chơi cẩn thận một chút, không là toang đấy. Ôi kệ cái chùm hoa đi. Nó gì cho một bé bí dập vào đây à? Ổn hết nhỉ. Tích tích nhiều tiền trồng luôn con dưa hấu băng. À trồng luôn con dưa hấu. Tích tiền trồng luôn con dưa hấu. Đẹp luôn. Bép vào đầu. Dưa hấu nó rất là đắt đấy. Mình phải tích khá là lâu. Tí mình sẽ test xem là nó bán bao nhiêu viên là nghèo nhá. Ok không mọi người? Con ngô sẽ bắn 9 viên này. Bắp cải sẽ bắn 5 viên này. 56 ấy. Chắc là 5. Đúng không? Bắp cải sẽ bắn 5 viên. Mà chết con dưa hấu chứ. Để xem. Đây rồi. Xong một bé dưa hấu rồi. Như mấy trận gần đây thì... Mấy tập gần đây mà mình... Đây nha, xem nhá. Nó có thể lém lan đúng không nhỉ? Đúng rồi. Lém lan cả một khoảng này. Hai này. Ba phát là chết rồi. Mạnh. Mạnh thật sự đấy. Ba phát là chết. Bắp cả thì 5 phát. Ngô thì 9 phát. Ngô thì như đậu thôi. Ngô có vẻ hơi yếu với đậu. Cần thiết thì phải cho thêm một bí dập vào đây thôi. Ok. Cherry không dùng thì để làm gì đúng không? Cho mình thêm một cây dưa hấu nào. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Thôi chả cần đâu, trồng nó dưới đây đi. Dưa hấu hồi cũng khá là nhanh. Một viên này. Hai viên này. Vào con đội mũ nhá. Ba viên này. Ba viên không dụng mũ. Bốn viên này. Năm viên này. Sáu viên này. Bảy viên. Bảy viên chết một con zombie đội mũ mọi người ạ. Đây rồi, mày chết, mày chết, mày chết. Ê. Dưa hấu đam to lắm. Ui nhà tí phải cho một cái cây này vào đây không là nó cắp mất quả dưa hấu. Tiếc lắm, xót lắm. Nó cắp mất quả dưa hấu nó buồn. Thôi rồi, 300 mặt trời của mình đấy. Le mỏn. Đây là một trái le mỏn. Ôi, chúng ta trồng luôn đi. Dưa hấu đắt gấp 3 lần cái con kia, cái con bắp cải mà. Nhưng mà được cái nào lém sẽ gây sát thương lan. Hàng kia cần một cái dưa hấu. Trồng cây vào đây. Tối ưu lượng mặt trời phết đấy. Ok, có cây... Đừng nhá, tao xin đừng có gấp. Úi. May mà mình trồng ngay vào đây mình đã tính trước rồi. Ô, rơi mũ rồi kìa, rơi mũ thì chết đi còn gì nữa. Chết. Nhà từ lễ quên ông trộm thêm chậu cây. Mình đang cần rất nhiều mặt trời. Xem ra mặt trời lở từ mấy bông hoa này là không đủ. Trồng thêm hoa hai đầu nhỉ.
xem xét để trồng thêm hoa hai đầu. Nhìn nó rơi, nhìn dưa hấu nó rơi bẹp kìa. Wow. Màn bót chúng ta cũng sẽ chơi con. Ủa nó lại định bắt dưa hấu của ai vậy? Định bắt của ai vậy? Người ta tính hết cả rồi. Lại định thu chết à, nó bắt bông hoa. Cái này chỉ bao quát được trong 9 ô vuông rồi thôi. Chúng ta đành phải chịu mất đi một người bạn thân rồi. Tí phải trồng thêm một cái cây kia ở kia. Không là nó sẽ bắt mất đấy. Thêm dưa hấu à. Dưa hấu hồi nhanh như kiểu cây đậu ba đầu ấy nhỉ. Dụng mũ rồi. Đắt quá cây này, nhưng mà công nhận là cái cây này nó đắt thật đấy. Từ bình tĩnh nha. Không có thả cái gì xuống không? À không thả thì thôi. Không thả thì thôi. Sợ thật, rơi cứ bùm bụp. Nghe tiếng dưa hấu nó vỡ. Mình thì lại đang thèm ăn dưa hấu. Mùa hè được ăn dưa hấu còn gì bằng. Mình thèm ăn dưa hấu nhưng người ta không cho. Người ta bảo là chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không nào mà đòi có ăn, chỉ có ăn ối rồi. Ôi thôi. À cái thằng lái xe bò kìa. Nhưng mà mình trồng cái cây kia rồi. À mình còn không về tới. Bánh sự phong đi bộ đội nhưng người ta không cho. Zombie khổng lồ chắc ra đây thì nó tương chụp một bẹt cỡ đầu. Dưa hấu chắc là một cái con đam to nhất ở trong game này là con đại bác ngô. Đúng rồi. Mình không thích cái bản nâng cấp của đại bác ngô đấy. Nó như là một quả bom nhưng mà nó phải đợi thời gian tích tụ. Khi mà lên cái bảng quả bom đấy thì nó không còn được cái giữ chân nữa. Và nếu mà muốn bắn ấy, thì chúng ta phải nhấp vào cái đấy thì chúng ta mới bắn được. Đấy là cái bất lợi mà mình không thích. Nhưng mà bắn đấy thì mất thời gian, nhỡ mà không bắn kịp thì nó ăn mất cái bắp cải ngô. Thiết kế của cái con đại bác ngô đấy mình cũng không thích. Hai tuổi gì mà bắt cây của thầy. Ôi trồng một cái đây cho an toàn. Ôi lại trồng nhầm cây dấu ở kia rồi. Tính sai rồi. Mong có thằng nào bắt cây của mình. Video của chúng ta hôm nay hơi dài nhỉ. Đúng thật thì hơi dài thôi. Mày bắt cây đấy của tao đi. Đằng nào cũng mất thôi. Quá. Không bắt được. Zombie khổng lồ à. Ăn bom đi cóc ấy á. Ta đen xì xì luôn. Chết rồi. Cái gì đây? Homer, you are fine, Smith, Store. Ôi, một cái thằng ngu tiếng Anh như mình thì làm sao mà đọc được mấy cái này. Thôi chúng ta sẽ về mail nhá. Ok, video của mình cũng đã khá là dài rồi. Và nó lên cần được tạm dừng. Và mình xin hẹn gặp lại mọi người những video sau. Và nếu mọi người cảm thấy video này hay thì hãy đừng quên like và subscribe kênh để bật chuông thông báo để ủng hộ cho Gà Game nhé. Hẹn gặp lại mọi người. Tạm biệt.